Tất cả các em đã quay trở lại với kênh của Hân TV. Rồi hôm nay mình lại tiếp tục vào Blackfoot chơi anh em ạ. Thôi mình không quan tâm nữa mà nhỉ anh em ạ. Nó giết mình là toạt đấy. Ok, hôm nay anh em đọc tiêu đề thì anh em biết mình hôm nay mình sẽ đi cày level đúng không anh em? Ui giời, đây có sùn thanh niên nào này. Đấy luôn. Sùn free. Đấy luôn. À để mình bật dẫn đường này, mình nó chỉ đường này. Thôi mình không nhớ đường đi lại là khổ lắm. Đấy. Cách 400 lẻ mấy, bút còn 400 km này. 400 mấy chưa? Sang là một địa điểm này. Qua bên chỗ đảo sa mạc cái level tí thôi. Ok anh em nhá, sau một hồi đi thuyền thì giờ mình cũng đã tới được đảo sa mạc. Nhận chiếc nhiệm vụ cho nó nóng nào, khởi đầu suôn sẻ. Đấy, đi qua mấy con quái bên này này, có trái dung nham farm ngon thật sự anh em à. Đấy, cày level thôi. Tụ mấy con này lại. Giá hệ lỗ gì ăn, không có gì à. Farm khói kìa nè, mấy con này không biết được mình. Đấy, farm rất là easy game. Đây là một đúng một chiêu này thôi là mấy con này chết liền. Ok, wing. Ok. Hi. Nhanh thế. Xong nhiệm vụ. Và xong nhiệm vụ mình cũng qua được đảo mới luôn. Quá là easy. Chắc là qua đảo tuyết rồi. Lấy thuyền kia coi. Cái thuyền xuồng là nãy của mình này. Lấy đi. Ok ngươi. Nhận một nhiệm vụ đầu tiên ở trên đảo mới nào. Ok, tụ mấy con này lại. Ok, hoàn thành nhiệm vụ rồi nha anh em. Ok, qua được nhiệm vụ mới rồi anh em à. Hốt luôn. Người tuyết. Ok. Ok, qua được nhiệm vụ mới rồi anh em à. Nhiệm vụ đánh bắt Yeti anh em. Không biết có bắt Yeti không nữa. Không, nãy giờ đánh không để ý anh em à. Hy vọng là có. Có không? À, không có gì hết anh em à. Hèn gì nãy giờ mình đánh mình không tìm thấy Yeti nó cay. Bắn cướp Yeti. Em thấy nãy giờ mình đánh vào nó cứ lâu lâu nó dư một con ra này, rồi nó lại diễn ra tiếp này, nó vẫn
dư một lần này dư hai con luôn. Áo khác. Úi trời ơi. Zeti sửa bao chưa đây? Chưa luôn, lâu thế nhở? Xong nhiệm vụ luôn rồi mà trời, Zeti không xuất hiện thì chịu luôn, không gì thì nói nữa anh ạ. Nói hết rồi anh bạn. Ui thôi, sợ con Zeti vẫn chưa xuất hiện anh em ạ. Ui tay em lỡ thôi mà, lỡ thôi, làm gì cân. Ui rồi, nên là nhiều chiêu quá anh em à, mạnh quá. Thôi. Xong luôn, bay màu luôn anh em à. Ui rồi ơi, con Zeti nó vẫn chưa xuất hiện. Ôi dồi ôi, cày nãy giờ Zeti nó vẫn chưa xuất hiện nhờ. Cày thế trời. Ui anh tay em nè anh ơi. Bê với thiên nhiên nó tiếp. Phá thiên nhiên. Không cho tự nhiên farm. Cùng chết tự nhiên này. Ok, tự nhiên là bay màu rồi anh em ơi. Một con bác sẽ tin vẫn chưa xuất hiện. Cái thế nhở. Ui thôi anh em à, giờ con Zeti nó vẫn chưa xuất hiện anh em ơi. Thì thôi vậy, thì chắc là video mình tới đây thôi. Tạm biệt anh em nhá. Chúc anh em một ngày thật là tốt lành nhá. Bye bye.